lại vô lại chân lên chân lên chân lên từ 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 ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống ui cái gì vậy anh cho em coi cái này bảo đảm té xỉu liền luôn. Cái gì mà tới té xỉu lận? Đây tên tèn vé máy bay. Ừ anh đặt vé máy bay đi đâu vậy? Em không nhớ, tuần sau kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình hả? Nhớ rồi sao? Rồi còn sao nữa, đi du lịch chứ sao? Hai đứa du lịch. Anh không nhớ là tình hình gia đình mình đang gặp khó khăn hả? Công ty đang đứng trước bờ vực phá sản kia kìa, còn đòi đi du lịch nữa, thiệt tình à? Bộ phá sản rồi mình không đi du lịch được hả? Anh đang nói cái kiểu gì kỳ vậy hả? Trời ơi là trời, anh làm ơn suy nghĩ giùm em được không? Hiểu chuyện giùm em được không vậy? Nhưng mà kỷ niệm 20 năm ngày cưới của mình mà. 20 năm thì sao chứ? Rồi vài bữa tới 30 năm hả? Anh tổ chức với gầm cầu luôn á. Thiệt tình à? Trong nhà ai cũng lo suy nghĩ, có tìm cách giải quyết chuyện công ty, còn anh á, làm những cái chuyện điên điên khùng khùng gì đâu không à? Bởi vậy mà ba không tin tưởng anh á. Anh làm ơn đi, tỉnh táo giùm em được không vậy? Gì chứ? Bây giờ tới em cũng không tin tưởng anh luôn hả? Ừ đó, em nói cho anh biết nha, khi nào mà em bị điên nè, em mất não thì em mới tin anh. Con nghĩ là công ty mình sẽ gãy không? Không có đâu ba, sẽ không có chuyện đó đâu. Làm sao có chuyện đó được? Ba là Đỗ Tú Tài mà. Con cũng biết, trước đây ba xuất thân là cái thằng nó bán chú chiên. Để rồi bây giờ ba trở thành Đỗ Tú Tài như ngày hôm nay. Mà khi Đỗ Tú Tài này ra tay, bà nhất định không đầu hàng. Bà cẩn thận bà. Bà ngồi xuống đi, bà ngồi xuống đi. Bà nói đúng, bà sẽ không bao giờ đầu hàng. Công ty của mình sẽ không bao giờ phá sản. Con tin là sẽ không có chuyện phá sản xảy ra đâu. Để con rót cho bà ly nữa nha. Bà ơi, con xin lỗi bà. Từ trước tới giờ con không có làm cái gì được cho ba hết, chỉ là thằng ăn hại thôi. Lỗi bà cái gì đây con? Ba công nhận, ba công nhận là trước đây á, ba có đối xử với con rể của ba nó hơi quá đáng. Ba sorry con, sorry. Không có đâu ba, con biết là ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Cái này con nói thiệt nha, từ trước tới giờ tại con không có nói ra thôi, nhưng mà lúc nào con cũng coi ba là hình tượng của con. Con ngưỡng mộ ba lắm, con để ba trong tim con nè. Con muốn sau này con phải trở thành giống như ba. Ngọc, bây giờ cha con mình hấp lực không để cho công ty mình nó bị người ta chiếm được, hiểu chưa? Những lúc này là những lúc chúng ta phải đoàn kết để giữ lại công ty, con hiểu không? Dạ con biết rồi, nhưng mà ba ơi, sắp tới công ty mình có một cuộc họp giới thiệu sản phẩm mới, ba định giao cho ai giới thiệu? Sản phẩm mới hả? Dạ. Dạ.
cái này không phải là ai cũng làm được đâu nha con. Dạ thì cũng đúng rồi. Thế sao con không thử? Dạ con phải thử chứ, con phải thử thì con mới biết cái sức của mình đến đâu chứ. Con rể của ba con có tự tin không? Dạ tự tin, con rất là tự tin. Phải vậy mới được. Bây giờ sản phẩm chúng ta sáng tạo sẽ là một món ăn đặc trưng truyền thống, một món ăn hết sức là quen thuộc. Đặc trưng truyền thống của người Việt ta hả? Đúng vậy. Vậy theo ba thích ăn món gì nhất? Trời ơi, ba con thích ăn cái món gì mà con cũng không biết nữa hả? Cơm nhà. Cơm nhà biết không? Đặc trưng truyền thống quen thuộc cơm nhà. Cơm tấm. Phải rồi, cơm tấm hết sức bình dị. Sức mạnh để tạo nên cái sự nổi danh của cơm tấm trên thế giới đó là gì? Đó là sườn và bí quyết pha nước chấm ăn kèm. Chúng ta sẽ làm ra món cơm tấm ngũ sắc với màu trắng của tấm, màu nâu của sườn, màu vàng của trà chín, màu đỏ của cà chua, cộng thêm dưa leo ăn kèm. Cơm tấm ngũ sắc. Ngọc, về nhà ngủ đi con. Ba, khỏi đừng ngủ ở đây. Ba ơi, ba ăn thử miếng sườn này đi ba. Đây là kết quả cuối cùng của con làm đó. Cái này con ướp với tỏi phải không? Dạ. Sao ba? Cũng tạm tạm. Sườn thì nó hơi mặn chút, với lại nó cứng, còn nước mắm thì lại hơi ngọt, với lại nó thiếu cái mùi thơm lơn cuốn đó con. Thôi về nhà nghỉ đi, bây giờ ba phải lên bây giữ cuộc họp tường trình nữa nha. Dạ ba cứ đi đi, con phải làm tiếp, con muốn tất cả phải hoàn thành trước khi buổi họp tường trình diễn ra. Nhưng mà đừng có quá sức nha con. Dạ ba đi cẩn thận nha ba. Ừ. Phải ướp sườn với cái gì để sườn vừa mềm vừa thơm đi ta? Ủa anh còn ở đây hả? Tôi tưởng anh về rồi chứ. Tôi cũng tính về nè. Ủa mà anh bảo vệ mới hả? Tôi bảo vệ mới đây, chắc anh chưa biết tôi đâu hả? Mà bảo vệ gì mà ăn bánh mì, yếm sữa, sao có sức làm bảo vệ? Thì tại đói quá tôi ăn dặm vậy thôi, anh ăn không? Tôi mời anh đi. Thôi, tôi không ăn đâu. Tôi đi nghe, tôi làm việc tiếp đây. Bảo vệ gì ăn bánh mì sữa, sức đâu làm bảo vệ không biết. Sữa đặc hay là mình ướp sườn với sữa đặc coi sao ta. Cuộc họp xin phép được bắt đầu. Tôi là tổng giám đốc công ty Tài Hoa, xin chào mọi người. Xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Và trong đó số tiền nợ do cái khoản đầu tư xây dựng các công xưởng chế biến chiếm khoảng 20 cho đến 22 tỷ. Tôi nghĩ rằng là trong vòng một năm sẽ trả gần hết. So với những doanh nghiệp khác thì họ nhập nguồn nguyên liệu từ nước ngoài, nhưng chúng tôi sử dụng các nguyên liệu vừa tươi vừa ngon, có nguồn gốc rất là rõ ràng, được cung cấp bởi nguồn gốc ở trong nước. Xin lỗi nha. Cảm ơn bài phát biểu của ông. Tôi chỉ muốn biết là cái sản phẩm mới là sản phẩm gì? Sản phẩm mới đó là cơm tấm ngũ sắc. Cơm tấm ngũ sắc? Dính. Đó là sản phẩm mới. Tất nhiên đó là sản phẩm mới mà. Bởi vì cái món đó ăn chúng tôi tạo ra đó với một vài bí quyết nhỏ rất là đặc sắc. Và tất nhiên nó khác xa với lại những cái cơm tấm bình thường khác. Bí quyết đó là gì ạ? Cái bí quyết đó mình có thể từ từ khai thác sau được không ạ? Thôi được rồi, chúng tôi đã hiểu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận và đưa ra kết quả sau nhé. Xin mọi người hãy chờ một chút. Khoan. Xin mọi người nán lại chút xíu. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Phan Minh Ngọc, là phó giám đốc của công ty Tài Hoa. Xin tất cả mọi người hãy thử món cơm ngũ sắc của chúng tôi rồi hãy đưa ra quyết định. Mùi vị này làm mình có cảm giác giống như là đang thưởng thức một bữa hòa tấu trên cánh đồng lúa bao la, nơi hương vị của hạt gạo hòa quyện cùng rau xanh, cùng thịt sườn heo thơm ngon, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nước mắm ăn kèm vậy đó. Thịt sườn mềm, đậm vị, hình như đang cuồn cuộn trong miệng mình và massage cho cái lưỡi của mình. Giống như ngọc ngà châu Á vậy. Đây không phải là cơm tấm bình thường, mà là cơm ngọc ngà với tất cả tinh hoa, món vật từ đất trời. Cô phát biểu vài lời với cả nhà đi. Tôi phải nói sao? Tất nhiên. Tôi xin phép mừng thành công của công ty Tài Hoa, mừng hôn lễ của chúng tôi, mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới của Ngọc và Hoa. Cạn ly. Cạn ly. Rễ quý làm tốt lắm. Dạ, tất cả nhờ ba chỉ dạy hết. Không kỹ như vậy thật là ấm cúng. Mọi người ăn đi, ăn đi ba, ăn đi cô. Xin rễ quý cạn ly ba hết dạ, nha. Dạ ba. Hết nha. Với quý 4 của năm trước á, thì doanh thu của chúng ta đã tăng lên được khoảng 15% rồi. Nhất là món cơm tấm ngũ sắc Minh Ngọc đang rất được nhiều người ưa thích. Tất cả đều là nhờ công của anh Ngọc hết á. Anh Tú nói quá à, em đâu có công sức gì đâu. Nhưng mà tôi thấy dạo này mấy cái công ty khác đó, họ chuyển cái hình thức ăn uống tiện lợi rồi. Còn mình thì tính sao? Dạ, chuyện này thì tất cả mọi người chưa có giải pháp hay sản phẩm gì mới thưa sếp. Ba, hay là mình làm thêm cơm hộp đi ba. Cơm hộp? Dạ, con mới xem bản khảo sát. Theo thống kê cho thấy hiện tại bây giờ đa phần nhân viên văn phòng á, họ ăn trưa bằng cơm hộp cho tiện. Mình sẽ làm những loại cơm hộp khác với những công ty khác sản xuất, bằng cách là mình sẽ bán ra những chỗ bán thức ăn nhanh để thăm dò thị hiếu của khách ra sao. Ý kiến hay, thông minh đột xuất. Sáng ăn trúng cái gì hả? À, như vậy quá. Dạ thưa ba, đây chỉ mới là phương hướng tóm tắt thôi, ba coi là giùm con có được chưa? Ba thấy có bộ được đó. Con coi cho tiến hành thử nghiệm thử ha. Dạ. Ngày mai đi với ba
giữ cuộc họp ban giám đốc nghe chưa? Dạ, sao con phải tới đó? Tới đó họp chứ không phải tới chơi con à? Dạ không phải, ý của con muốn nói là ở đó toàn là giám đốc không á, con tới đó làm chi ba? À, tức là ý con nói là con muốn làm phó giám đốc suốt đời chứ gì? Dạ. Làm ơn đi học có lớp kinh doanh ngay từ bây giờ cho tôi. Để lỡ sau này ba có về hưu thì con phải đứng ra con đánh giá cả một công ty. Dạ, ý của ba là... Oh yeah, oh yeah. Chúc em làm việc một ngày tốt lành nha. Ok. Em ơi. Gì vậy? Con có chuyện này quan trọng lắm luôn nè. Chuyện gì? Bà nói có thể bà sẽ thay đổi vị trí phó giám đốc của anh. Cái gì? Anh ơi, tỉnh dậy. Nói em nghe coi gì vậy? Hả? Em lỡ tai thôi mà. Cái gì vậy? Tại sao ba lại thay đổi vị trí của anh? Anh đi chọc giận ba đúng không? Không phải. Ba nói là năm sau ba sẽ nhường công ty lại cho anh rồi ba về hưu.